Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình làm món ô mai xía muội bằng trái cây tươi. Ba loại trái cây: trái đào, táo, xoài. Đó, các bạn ăn như vậy không cũng ngon, mà các bạn phơi nắng cũng đều cũng rất là ngon nữa. Mình để được lâu. Các bạn có nắng thì mình phơi nắng để cho nó khô nó héo luôn, mình ăn nó ngon lắm. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện với Nhung nha. Bây giờ mình sẽ dùng thử. Đây là quả đào các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá. Nhà mình có làm bột xíu muội sẵn đó các bạn, cứ để đi. Mình ăn với lại trái cây tươi, xoài, cóc, ổi đều được hết. Khóm, mình cắt cái nào mà nó còn sống sống á, trộn lên ăn nó ngon lắm. Cái này là mình phơi lên là một nắng đến hai nắng thôi các bạn. Các bạn nhìn thấy nó héo nè, héo luôn á, nhưng mà ở trong nó giòn lắm. Cái này xoài nè, cái này là trái đào nè. Mình mời các bạn nha. Ngon quá, nó thấm vô ngon luôn á. Nó giòn, xoài vẫn giòn à. Rồi giờ mình phơi nắng rồi một nắng, nhưng mà như vậy là ăn là ngon lắm á. Hoặc là các bạn không thể phơi, không phơi mình ăn không dễ cũng ngon nữa. Nguyên liệu gồm có đây là táo, táo xanh, táo đỏ nha các bạn, trái đào, trái xoài. Các bạn dùng trái cây nào cũng được hết, mà mình phải cho nó cứng giòn thì mới được nha, mềm là không được. Nên này là mình làm xí muội cho trái cây tươi cho các bạn. Bây giờ mình cắt hết cái vỏ này, dễ mà nhanh nữa. Giờ cái táo này các bạn có thể mình để nguyên vỏ cũng được, hoặc là bào cũng được, nhưng mà mình thì mình thích bào nha. Các bạn thích không thích thì các bạn cứ để nguyên vỏ nha. Mình bào hết cái vỏ này ra luôn. Bây giờ tất cả mình đã gọt vỏ hết trong rồi các bạn. Trái đào này không có cần gọt vỏ nha, mình để vậy mình cắt luôn. Các bạn lựa trái thiệt là cứng thì nó sẽ ngon hơn. Trái thì nó cứng luôn. Này là xài cứng nữa mà. Giờ mình đã gọt xong, ở đây mình cân là khoảng chừng 1,5 kg. Giờ mình nó cho muối nha, muối ớt chanh để các bạn có thể lắc nè. Này là 2 muỗng, 2 muỗng canh. Thì tùy thích thì các bạn có thể mình ăn vừa miệng mình nha. Còn đây là bột xíu muội, đây là muỗng dung nha các bạn. Cho đây là 3 muỗng canh. Cái bột xíu muội này ăn lâu lắm rồi, mình làm 2-3 lần rồi đó các bạn. Lúc nào mình ăn cái mình lấy cái nĩa mình xới xới nó lên. Giờ mình lắc cho nó đều nha. Bây giờ mình xin dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn được thành công mọi việc nha. Sức khỏe dồi dào. Xin chào.